Trên thực tế thì có nhiều người họ đam mê một công việc và họ chọn một công việc chính cho riêng mình. Tuy nhiên, chị đã vào nghề từ rất sớm, từ hồi 8 tuổi lận, và được nhà nước nuôi và sau này đào tạo. Thì tới khi mà chị lớn lên thì chị lại bắt đầu hiểu được một điều rằng là để trở thành một người phụ nữ với những sứ mệnh có thể giúp được nhiều người và cho cộng đồng thì chúng ta không chỉ đơn giản là một nghệ sĩ. Bởi vì là một nghệ sĩ, chúng ta có thể đóng một cái vai diễn rất là tốt, đặc biệt là người diễn viên. Tuy nhiên, để có thể truyền lửa được cho thế hệ trẻ cũng như là truyền lửa được cho những người phụ nữ như chị, thì một trong những điều đó chính xác là về ngành tâm lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình và những kỹ năng trong giao tiếp ứng xử. Rồi sau này khi bắt đầu chị được đóng rất là nhiều những bộ phim thì chị thấy là tại sao mình có quá nhiều vốn sống và xung quanh của mình thì lại có quá nhiều những câu chuyện có thật và những nhân chứng sống sẵn sàng chia sẻ với mình mà mình không kết hợp để làm phim. Để mình có thể cùng với những nhà sản xuất khác, cùng với những diễn viên khác chung tay góp sức để lan tỏa những giá trị hợp lý. Và chính vì như vậy thì Vân đã quyết định là Vân đầu tư sản xuất phim. Trên thực tế thì năm 2011 Vân đã đầu tư một khoản tiền khá lớn vào bộ phim nhựa tên là Cột Mốc 23 của đạo diễn Nguyễn Duy. Và sau đó thì cũng xảy ra rất là nhiều những thăng trầm, đặc biệt là cuộc ly hôn đầu tiên của Vân. Nên là Vân đã tạm gác lại việc đầu tư và sản xuất phim. Vân chuyển qua kinh doanh từ nhà hàng, cà phê. Ngày xưa thì cũng đã có một cái trung tâm đào tạo năng khiếu. Rồi sau đó thì chuyển qua kinh doanh những mảng khác như bất động sản, mỹ phẩm và xe hơi. Và bây giờ thì Vân lại tiếp tục quay trở lại với guồng quay đầu tư sản xuất phim. Trên thực tế thì Vân bén duyên kinh doanh cũng gần 20 năm rồi và làm rất là nhiều các ngành nghề kinh doanh khác nhau. Nhưng trên tất cả thì mình cũng mong muốn là mình sẽ mang những sản phẩm tốt nhất và tối ưu cho cộng đồng. Và chính vì như vậy thì để mà làm ra những sản phẩm tối ưu cho cộng đồng, nó thiết thực nhất vẫn là về tâm lý. Và đó lý do tại sao mà Phi Thanh Vân focus vào việc đào tạo về tâm lý. Và cũng rất là hân hạnh là vào tháng 11 năm 2023 thì Vân cũng đã được một bác thứ trưởng trao cho bằng tiến sĩ danh dự chuyên gia tâm lý của trường đại học California Mỹ. Và cái bằng đang nằm trên kia. Và cảm ơn em. Và bên cạnh đó thì chị cũng đầu tư sản xuất phim, nhưng tất cả những câu chuyện phim nó đều là những câu chuyện có thật với những mảnh đời đẫm nước mắt. Tuy nhiên vẫn là một điều đấy là chị muốn đưa vào, đó là luật nhân quả thì không trừ một ai. Và những bộ phim tâm lý xã hội nó đều có tính chất là chữa lành, để mọi người hiểu một điều rằng là cái ác trước sau gì cũng sẽ phải đền tội. Và chúng ta chỉ có thể chọn được một cách sống đúng, đắc nhân tâm, sống vì mình, vì người, vì cộng đồng và đặc biệt là vì chữ hiếu. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được những cái thành quả tối ưu cho chính bản thân mình và cho tất cả mọi người xung quanh mình. Sau khi mà trải qua rất là nhiều những cái cuộc hôn nhân đổ vỡ, dùng chữ rất là nhiều thì nghe nó nhiều quá, thực sự là chỉ có hai cuộc hôn nhân thôi. Nhưng hai cuộc hôn nhân đổ vỡ đã là rất nhiều. Có những người khi mà họ gặp vấn đề trong hôn nhân, họ không bao giờ dám bước qua cuộc hôn nhân đó, bởi vì sợ định kiến xã hội, bởi vì sợ các mối quan hệ xung quanh gia đình hai bên nội ngoại, việc tranh chấp tài sản và con cái, và sợ không vượt qua được chính bản thân mình. Tuy nhiên thì chị Vân, Phi Thanh Vân là con của nhà lính mà, con của nhà bộ đội mà, bố là đại tá quân đội, mẹ là văn công, nên cái ý chí sống, cái ý chí quyết chiến quốc thắng nó vô cùng lớn. Và Phi Thanh Vân gần như không chịu gục ngã hay không chịu sống trong một cái cuộc sống mà mình đang cảm thấy mình không hạnh phúc. Mình đang sống nhưng chỉ là tồn tại chứ sống chứ không thực sự được sống hạnh phúc. Thì Phi Thanh Vân quyết định là bứt phá ra những cái cuộc hôn nhân khi mà cuộc hôn nhân đó đã không còn hạnh phúc. Có nhiều người nói thì bứt phá ra cuộc hôn nhân đau khổ, nhưng cuộc hôn nhân nó không có đau khổ triền miên,
mình nó đã có thời gian hạnh phúc và nó đã có những giai đoạn đau khổ thăng trầm. Và sau lần thứ nhất, Phi Thanh Vân vẫn tin tưởng vào tình yêu, vẫn đi tìm một tình yêu tiếp theo, nhưng mà nó giống như là một cái người mà không biết chữ vậy đó, mà cố gắng để đọc một quyển sách thì cũng sẽ đọc không được quyển sách đó mà thôi. Thì sau khi mà lại ly dị tiếp cuộc hôn nhân thứ hai, thì mối quan hệ tại thời điểm đó của Phi Thanh Vân có rất là nhiều các anh chị em là những người có trí thức, trí tuệ. Họ là những tiến sĩ, thạc sĩ, những giáo sư trong nhiều ngành nghề khác nhau. Và Phi Thanh Vân cũng bén duyên với lại nhiều anh chị là thạc sĩ, tiến sĩ về tâm lý. Và Vân nhận được rất nhiều những lời khuyên. Và song song đó thì Vân bắt đầu cắp sách đi học. Nhưng mà ơn trời và cũng may mắn là vũ trụ với trời Phật cho Vân nhận được cái học bổng là 2 tỷ tiền học bổng của bên một tổ chức giáo dục rất là nổi tiếng. Và Vân đã học rất nhiều từ những chứng chỉ của giám đốc điều hành, giám đốc marketing, nghệ thuật thương lượng và đàm phán, NLP, khai mở tư duy lãnh đạo và cả tâm lý học nữa. Sau khi miệt mài học như vậy, thì Phi Thanh Vân vẫn cảm thấy là nó chưa được học, thực hành, còn phải mầy mò để nghiên cứu thêm các tài liệu. Và đó lý do tại sao mà hôm nay em tới và em thấy nhà chị có rất nhiều sách. Số sách này chỉ là những số sách đang được trưng bày, còn có rất nhiều sách nữa thì mình đã cất đi rồi, bởi vì mình không thể nào bước vô nhà mà thấy nó giống như là một cái thư phòng lớn được. Và bên cạnh đó thì chị vẫn tìm tòi để chị nghe thêm tư liệu sách nói, đọc thêm những cái tài liệu ở trên Google, bởi vì chỉ có kiến thức mới có thể thay đổi được chúng ta một cách sâu sắc. Chỉ có kiến thức mới có thể giúp cho trí tuệ của chúng ta trở lên thanh thông. Và cũng chỉ có kiến thức mới có thể giúp cho chúng ta thành công giàu có. Mà khi chúng ta thành công giàu có, chúng ta mới có thể giúp được nhiều người thành công giàu có. Bởi vì khi chị đi học thì với chị, thời gian của chị, thời gian của thầy cũng như thời gian của tất cả các bạn đồng môn đều cực kỳ quan trọng. Và chị muốn chọn một vị trí gần thầy nhất để chị được lãnh hội những cái năng lượng tốt đẹp nhất mà không bị sao nhãng bởi bất kỳ ai. Bởi vì ví dụ khi chúng ta ngồi ở phía dưới, chúng ta sẽ cảm giác là chúng ta rất là an toàn. Thường những người hướng nội, họ sẽ có xu hướng là chọn cái vị trí là ngồi ở phía dưới cùng, hoặc là ngồi chung với mọi người để có cảm giác là an toàn. Nhưng như vậy, với bất kỳ hành vi của các bạn xung quanh, chúng ta đều sẽ bị sao nhãng. Bởi vì cái năng lượng của mình nó rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những tầng sóng năng lượng của người khác. Nên là chị chọn luôn luôn chọn vị trí là ngồi trên cùng, chị với lại thầy. Và lúc đó là gần như mọi người có thể sao nhãng, mọi người có thể nói chuyện, nhưng mà không ảnh hưởng gì tới chị hết. Và chị kỹ tới mức độ mà ngoài cái việc chị tốc ký thì chị luôn luôn để cái điện thoại và xin phép thầy là được thu âm. Tại vì thu âm là phải xin phép, xin phép thầy để thu âm. Và bởi vì tốc ký lên đôi khi chữ về có chữ đọc được, có chữ không đọc được, và có đoạn kịp tốc ký nhưng có đoạn thì không kịp tốc ký, nên mình thu âm lại, đó là một cái biện pháp an toàn nhất. Và có những tài liệu mà tại vì thầy dạy là bằng slide, nên là có những cái tài liệu hay thì chị luôn luôn chụp lại. Và ở trong kia thì chị luôn luôn xin hết toàn bộ những cái file slide của thầy, những giáo trình của thầy về xếp trong kia, để khi nào cần thì mình có thể lấy ra để mình coi lại. Tính ra thì những giáo trình nó bây giờ cũng gần chục tuổi rồi đó, từ 2017, 2018. Chị đã là một người phụ nữ tinh tế. Tuy nhiên cái sự tinh tế đó nó giống như là một viên ngọc thô nằm ở trong một tảng đá. Và cần có thầy cô, cần có môi trường để được khai sáng nó. Chị may mắn được sinh ra trong gia đình bố là đại tá quân đội và mẹ là văn công. Các bạn có thể thấy trên kia là huân huy chương của bố. Ở trong kia thì bố có những cái bằng, có những cái huân huy chương, hai cái là chiến sĩ hạng nhất, hạng nhì, đều được chữ ký sống của Bác Hồ Chí Minh ký. Và một huân huy chương thời Mỹ, đó là chiến sĩ vẻ vang, là Bác Trường Chinh ký. Đây là một trong những điều cực kỳ quý hiếm mà rất hiếm
gia đình có được. Và chị rất tự hào về việc này. Chính vì cái gen đó nên có thể là mình có sự tinh tế và thông minh từ gen của bố mẹ được truyền lại. Tuy nhiên, tinh tế và thông minh nhưng không được học tập, không có môi trường rèn rũa, không được luyện tập, và cả bản thân mình lúc nào cũng lung nấu sự tu dưỡng để mình có thể phát huy điều đó thì cũng bằng không. Nó giống như là một người rất giỏi nhưng ở dưới quê và mù chữ thì sẽ không thể nào làm lớn được. Và có một cái giai đoạn khi chị may mắn là bén duyên và nổi tiếng rất nhanh trong nghệ thuật, thì lấy chồng cũng trong một cái cảm giác là tôi là một ngôi sao, tôi thành công rồi, tôi hạnh phúc rồi, tôi giàu có rồi. Và lúc đó tự nhiên mình trở nên tự mãn và tự ti với chính bản thân mình, bởi vì mình thấy là mình nổi tiếng và thành công và giàu có nó quá nhanh và quá dễ. Chính vì điều đó mình lại quên đi cái việc dùi mài kinh sự và sống chậm lại và nhìn sâu bên trong mình. Tuổi trẻ thì thường hay hiếu thắng. Và sau này khi mình lại ly dị nữa ở cái tuổi 35 và 36, tuổi đó bắt đầu là tuổi của một người phụ nữ chín mùi, trải qua biết bao nhiêu đau khổ và ôm một đứa con nhỏ, với hai cuộc hôn nhân đã ly dị. Tài sản lúc đó nó không là gì hết. Và chị đã quay trở về để khóc rất nhiều với bố mẹ. Và bố mẹ nói là: con có thấy là những gì bố mẹ dạy là đúng chưa? Thời chiến tranh sai là chỉ có mất mạng, nhưng bây giờ con sai con còn có thể làm được. Bởi vì ở xã hội thời bình này thì sự mất mạng nó hiếm lắm. Nên là con hãy tìm, con hãy học và con hãy gặp những người mà con cảm thấy con cần hỗ trợ. Còn bố mẹ chỉ có thể chia sẻ cho con được những kinh nghiệm sống của bố mẹ thôi. Và lúc đó thì chị đi tìm những quý nhân của cuộc đời chị. Và bây giờ khi chị ngồi ở đây rồi thì chị lại trở thành quý nhân của mọi người. Bởi vì quý nhân nó cũng là một vòng tròn quy luật sống. Khi chúng ta được nhận ân huệ từ những quý nhân để mình thay đổi cuộc đời, thành công và giàu có, thì mình cũng hãy làm cái duyên đó để trở thành quý nhân của những người đang thiếu may mắn hơn mình. Có thể là tài chính, có thể là cơ hội, có thể là kiến thức, có thể là kinh nghiệm sống. Và đôi khi đó chính là lúc chúng ta truyền lửa cho họ tại cái thời điểm mà họ cần nhất. Và đó là tại sao mà chị livestream, chị làm những cái clip YouTube và chị làm những cái clip talk chị để lại. Bởi vì có thể tại thời điểm đó mình chưa đủ duyên để họ xem, nhưng vào một thời điểm nhất định thì đúng duyên họ sẽ xem được. Bởi vì con người của chúng ta thì thường mọi người nhìn vào chúng ta, mọi người sẽ nhìn vào điều gì? Thứ nhất là ngoại hình. Là ngoại hình họ ra sao. Thứ hai, họ sẽ nhìn vào gia đình của họ. Gia đình thì sẽ có là gia đình bố mẹ, và đặc biệt nữa là cuộc hôn nhân của họ. Và sau đó thì họ sẽ nhìn vào sự thành công, giàu hay nghèo. Và tiếp theo đó, ai sâu sắc hơn thì sẽ để ý tới trí tuệ. Thì một trong những việc mà dễ thấy nhất đó là về ngoại hình. Thứ hai là về hôn nhân gia đình con cái. Thứ ba là về tầng lớp giàu nghèo. Nên là khi mọi người đặt ra câu hỏi, khi khán giả đặt ra câu hỏi như vậy thì cũng đúng thôi. Bởi vì xét về mặt tâm lý mà. Tuy nhiên qua câu hỏi này thì Vân cũng muốn chia sẻ với lại khán giả một điều rằng là cuộc đời chúng ta ai cũng mơ ước có những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nếu như tất cả những cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đã không có những cuộc ly hôn. Hiện nay thì tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam của mình đã rất là cao rồi. Con số thống kê đôi khi đã là trên 60%. Đấy là đã thống kê. Còn rất nhiều con số chưa được thống kê. Và ở bên nước ngoài có những đất nước lên tới 85%. Tỷ lệ quá cao. Có một số các nước thì họ nói không với hôn nhân. Tuy nhiên tình yêu vẫn tồn tại, hôn nhân vẫn tồn tại. Nó cũng giống như là một người biết bơi và một người không biết bơi. Một người không biết bơi nhảy xuống nước đương nhiên sẽ chết đuối.
may mắn thì vớ được một cái cọc nào đó và sống ngoi ngót. Còn người có kiến thức, biết bơi thì sẽ bơi được qua bên kia bờ. Và kiến thức này được phủ rộng, trải dài trong đa ngành nghề, nghệ sĩ, diễn viên, MC, quay phim hay là một chuyên gia tâm lý. Người nào có càng nhiều kiến thức, càng uyên thâm, sâu rộng về kiến thức trong ngành nghề đó, người ấy sẽ tìm được thành công và hạnh phúc.